Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, bình thường thì khi mà nhà của mình nấu cơm quá nhiều và mình ăn không hết, các bạn đừng có bỏ, rất là phí. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách để mình tận dụng lại cơm nguội để mình làm ra được một món bánh ăn vặt rất là ngon. Và cách làm cũng rất là đơn giản và dễ thực hiện. Và cái món bánh này phải nói là gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người, trong đó cũng có mình nữa đó các bạn. Và nếu như bạn nào yêu thích cái món bánh này thì hôm nay hãy cùng mình vào bếp và thực hiện nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi chuẩn bị cơm nguội mình đã phơi khô được như thế này, hay còn gọi là cơm khô. Mình sẽ lấy ra là khoảng 150g. Các bạn có thể là làm nhiều hơn số lượng của mình. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cho hết cơm nguội, hay còn gọi là cơm khô nè các bạn. Cơm nguội mình phơi thành cơm khô thế này, các bạn cho vào một cái rây hoặc là một cái rổ như thế này. Bây giờ các bạn sẽ sàng kỹ lại để cho những cái bụi bẩn nè, hoặc là khi mà có đá đó các bạn, có những cái hạt sạn, hạt đá thì nó cũng sẽ rớt xuống nha. Các bạn nhớ là mình sẽ dùng một cái rổ lượt dày ha. Rồi, ở đây là 150g cơm khô, 120g đường thốt nốt, và mình sẽ kết hợp thêm với đường cát trắng là 30g. Các bạn có thể là dùng hoàn toàn từ đường cát trắng hoặc là hoàn toàn từ đường thốt nốt nha. Tổng cộng lượng đường hôm nay là 150g cho 150g cơm khô. Và đây là nước 100ml. Đây là mè trắng rang vàng 15g. Chanh khoảng 1 muỗng canh nước cốt chanh, gừng và 1/4 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món cơm khô chiên giòn này nhé. Do là cơm khô của mình đó các bạn có nhiều miếng to như thế này, cho nên là mình sẽ cho vào một cái túi. Bây giờ các bạn sẽ đập dập lên thế này để cho những cái hạt cơm nó hơi tơi ra. Khi mình chiên thì nó sẽ nở đều. Rồi, đây là gừng, các bạn sẽ cạo vỏ. Sau đó thì các bạn sẽ sắc sợi mỏng. Tiếp theo các bạn bắt lên bếp cho mình một nồi dầu như thế này. Mình cho dầu vào cũng tương đối để mình chiên cơm khô. Và cái việc mà mình canh lửa cũng như là canh cái nhiệt độ của dầu rất là quan trọng trong cái việc mà mình chiên cơm khô nha các bạn. Để cho cơm khô khi mà mình cho vào nở, xốp, giòn, không có bị chai, không bị cháy, rất là quan trọng nha. Đầu tiên thì các bạn cứ để mức lửa lớn vừa để cho dầu nhanh sôi. Sau khi các bạn cho đũa vào, các bạn kiểm tra, các bạn thấy là đầu đũa của mình rất là sôi thế này, các bạn chỉnh về mức lửa trung bình, mức lửa vừa. Sau đó thì các bạn sẽ cho thử vài hạt cơm khô vào. Nếu như mà hạt cơm khô nổi lên liền, nở liền và nổi lên liền, tức là đã đạt, dầu đã đạt. Đó các bạn thấy không, nổi lên liền luôn, tức là dầu của mình đã đạt rồi, lúc này mình đã có thể chiên rồi nha các bạn. Đó, nó nở và nó trắng như thế này luôn, rồi nó rất là giòn, ăn không có bị chai. Ok, bây giờ mình sẽ cho từng chút vào nha. Wow, các bạn thấy không? Rất là nhanh nổi lên luôn. Rồi, tương tự như vậy mà các bạn sẽ chiên hết lượng cơm khô còn lại nha các bạn. Mỗi một lần mình cho từng chút thôi các bạn ơi. Quá nhanh luôn á các bạn. Đó, nhìn ngon và đẹp mắt chưa nè. Đây ha các bạn, chỉ có một ít cơm khô thôi nhưng mình chiên ra được một mâm như thế này luôn. Giòn xốp luôn các bạn ơi, tuyệt vời. Tiếp theo các bạn bắt chảo lên, các bạn cho vào đây 120g đường thốt nốt, 30g đường cát, 100ml nước lọc, 1/4 muỗng cà phê muối,
và nước cốt chanh khoảng 1 muỗng canh. Rồi lúc này các bạn bật bếp lên, chờ cho hỗn hợp đường tan hoàn toàn ha các bạn. Và hơi sánh lại thì mình mới cho cơm khô vào. Cơm khô mình đã chiên vào ha. Mình cho nước cốt chanh vào để cho đường nó không có bị lại đường. Rồi đường nó bắt đầu sôi lên thì các bạn sẽ cho gừng sắc sợi vào. Mình cho gừng vào các bạn, cái món bánh của mình rất là thơm. Mình vẫn đang để mức lửa lớn đó các bạn, để cho nước đường của mình nhanh sánh lại. Có gừng vào quá thơm luôn các bạn ơi. Thường thì cái món cơm khô này các bạn là ngày xưa gắn liền với tuổi thơ. Thì ngày xưa thường thì mấy cái ghe hàng á các bạn, tức là người ta bán tạp hóa ở dưới sông, là người ta sẽ có bán cái món bánh này, cho vào túi, cắt cái miếng bánh thành hình chữ nhật, sau đó thì cho vào từng túi rồi treo thành một cái dây dài như thế này. Ngoài ra thì còn có một số nơi là ngày xưa mỗi khi mà bán cái món bánh này á, là trong túi sẽ có kèm theo một cái tấm hình phim Tây Du Ký các bạn. Mà ngày xưa là muốn ăn món bánh này á, là chủ yếu là mục đích là chỉ muốn lấy cái tấm hình của phim Tây Du Ký thôi. Không biết là cái món bánh này có gắn liền với tuổi thơ của các bạn như thế nào thì các bạn có thể là comment cho mình biết luôn nha. Rồi nấu được một lúc các bạn sẽ thấy nè, nước đường của mình nổi bong bóng khắp chảo như thế này, tức là đường đã gần đạt, các bạn chỉnh về mức lửa trung bình. Sau đó thì các bạn sẽ cho cơm khô vào, hơi sánh lại đó các bạn. Được rồi đó các bạn ơi, như thế này là được rồi nè. Sau đó thì các bạn sẽ nhanh tay các bạn đảo đều. Rồi lúc này các bạn thấy là cơm khô đã áo hết một lớp đường, thấm lớp đường rồi. Thì các bạn đảo khi nào mình thấy là cơm nó hơi kết dính lại như thế này, hơi hơi nặng nặng tay một chút xíu thì các bạn mới chút ra nha. Đó các bạn. Rồi như thế này là được rồi, bây giờ mình tắt bếp nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lót một tấm giấy nến ở dưới đáy khuôn như thế này. Mình sẽ dùng khuôn nhựa, các bạn có thể là dùng khuôn inox nha. Bây giờ thì các bạn sẽ cho mè trắng mình đã rang vàng, mình rắc đều lên. Và bây giờ các bạn sẽ nhanh tay các bạn cho cơm mình đã ngào đường, mình cho vào đây. Các bạn sẽ dùng một cái sạng gỗ như thế này, các bạn ém thật là chắc như thế này luôn, để cho cơm khô của mình sẽ kết dính tốt hơn. Và mình sẽ chờ cho cơm khô nguội, vừa nguội là mình sẽ cho ra khỏi khuôn liền ha. Đó, các bạn phải ém như thế này trong lúc nó vẫn còn nóng nè các bạn. Rồi được một lúc rồi các bạn, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cơm khô của mình đã kết dính thật là chắc chưa. Bây giờ mình sẽ cho ra khỏi khuôn. Rồi được rồi nè các bạn. Đó. Lúc này thì mình sờ xung quanh thì nó vẫn còn hơi ấm ấm nha, chứ không có nguội hẳn luôn nha các bạn. Giờ mình cho ra khỏi khuôn được rồi nè. Đó. Bây giờ mình sẽ đi cắt bánh nha các bạn. Các bạn dùng dao thật là bén nha. Mình sẽ ấn mạnh xuống. Đó. Mình sẽ chia ra làm 4 phần bằng nhau. Ngoài trời sắp mưa rồi các bạn ơi. Đó, khi mà các bạn ăn không hết thì các bạn sẽ cho vào trong túi, xong các bạn buộc kín lại thì mình ăn sẽ lâu hơn.
giữ được độ giòn lâu hơn nha các bạn. Đây ở phía dưới bánh nè, rất là ngon nha. Cái này mình cắt hơi to rồi. Rồi bây giờ mình mời các bạn thưởng thức thành phẩm của mình ngày hôm nay, đó là một món bánh ăn vặt, một món bánh tuổi thơ, đó là cơm khô chiên giòn hay còn gọi là bánh cốm chiên giòn. Ngoài trời thì đang mưa, ở trong đây các bạn mình ăn một cái món ăn vặt như thế này. Nếu mà các bạn có thêm một tách trà nữa, món này có thể là làm một món để mình uống với nước trà cũng rất là phù hợp nha. Khi mà khách đến nhà nè, các bạn làm cái món bánh này để mình đãi khách. Mình mời các bạn nha. Đây, đưa gần cho các bạn xem nè. Món bánh này biết có đạt hay không nè, các bạn thấy nè, đó, kết dính nè nè. Và khi mình ăn thì không bị dính răng nha. Và cái thứ hai nữa là cơm phải đạt được cái độ giòn, giòn xốp chứ không phải bị giòn cứng hay bị chai nha các bạn, thì mới đạt ha. Rất là đơn giản phải không nè, mời các bạn nha. Do vẫn còn nóng á các bạn, khi mà nguội hoàn toàn thì mình nghĩ là nó sẽ giòn hơn nữa đó. Ngoài trời bắt đầu mưa các bạn, cho nên là hơi ồn thì các bạn thông cảm nha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cơm khô chiên giòn, hay dưới quê mình còn gọi đây là món bánh cốm đó các bạn. Rất là ngon, rất là giòn, có cái độ ngọt nè, rồi cái vị the the và mùi thơm của gừng, cũng như là cái vị bùi bùi của mè nữa các bạn. Rất là tuyệt vời cái món bánh ăn vặt này, mình nghĩ là nhiều bạn sẽ rất là thích, đặc biệt là các bé. Mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món bánh ăn vặt của mình ngày hôm nay, một món bánh tuổi thơ của nhiều người, thì các bạn đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món ăn ngon. Khi mà mình tận dụng lại cơm nguội của nhà mình, cơm dư mà mình ăn không hết, vẫn có được một món bánh thật là ngon và hấp dẫn như thế này nha các bạn. Mọi góp ý và thắc mắc của các bạn xin hãy comment trực tiếp vào bên dưới. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của mình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.